Chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình Nam Việt Quân Review. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến thăm một khu du lịch sinh thái của miền Tây Nam Nghệ An, đó là khu du lịch Đập Phà Lài thuộc huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, ở xã Môn Sơn, cách huyện Con Cuông 15 km về hướng Tây Nam, cách thành phố Vinh 100 km. Đập Phà Lài nằm trên sông Giang các bạn ạ. Ở đây là những người dân làng tại bản Xiềng, Môn Sơn, cứ mỗi chiều mùa hè thì sẽ ra đây tắm mát mẻ, nước rất là mát, mát lành luôn. Ngày xưa nơi đây có một chiếc cầu tre, nhưng bây giờ chiếc cầu này đã phá bỏ. Thay cho chiếc cầu tre thì là một chiếc cầu treo ở phía xa xa kia. Du lịch ở đây không có bán vé đâu các bạn ạ, mọi người tự do ra vào. Mọi người cứ ngắm cảnh thoải mái, check in thoải mái, không bán vé. Nước khu vực ở đây nước chảy rất là xiết, tuy đang cạn nhưng mà nước chảy xiết lắm. Đây là chiếc cầu treo, cầu này cấm xe ô tô và xe tải, chỉ cho xe máy và xe bò đi thôi các bạn ạ. Mình đến đây vào một buổi chiều mùa hè, tại vì quê ngoại của mình cách đây, cách đập này tầm 5 cây số. Thì mùa hè mình về đây chơi rồi mình chạy lên mình. Đây, khu vực này là khu vực cấm tắm. Cấm tắm. Nhà nước đã đeo cái biển cấm tắm ở đây. Nhưng mà thanh niên vẫn tắm bình thường. Đây có cái biển cấm tắm, nhà nước để cái biển cấm tắm đây. Khu vực này rất là sâu các bạn ạ, rất là nguy hiểm, trên 5 mét đó. Nhưng mà chỉ những người nào biết bơi thì mới tắm được thôi, nhưng ai không biết bơi tắm đây sẽ rất là nguy hiểm, đuối nước bất cứ lúc nào. Bơi giỏi mới tắm ở đây được. Những cái thuyền bè đây là họ cho thuê nha các bạn, một tiếng tầm 200 đến 300 ngàn. Chúng ta thuê thuyền đi ngược theo dòng ngược ngược dòng của sông Giang, đi lên tận gần tới đầu nguồn. Thì hai bên bờ như này, bên phải thì rừng núi và bên trái thì rải rác nhà dân sống dọc theo bờ sông, rất là đẹp các bạn ạ. Đây là mình quay vào buổi chiều thôi, buổi chiều mùa hè. Đó, quá đẹp, đẹp trong từng thước phim các bạn ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.